Chào tất cả anh em nhé. Cách được khoảng vài tháng thì tôi cũng có đào một cái cây bằng lăng, mà cái cây này thì nó nằm họ chặt cụt hết anh em ạ. Nó chỉ chìa mấy cái mầm bằng lăng lên thôi. Thì tôi đào nó về thì nó lên được mấy cái mầm này, tôi ghép bằng lăng tím thái vào đây. Thì tôi đang trồng vào trong cái chậu thùng xốp đây thì nó ngập hết bệ anh em ạ. Và mình không biết đường để mình định dáng đâu. Thì thường thường thì tôi làm cây thì tôi cứ ươm trồng cho nó ngập đã. Rồi một thời gian thì tôi sẽ đưa nó lên một cái, thay đất cho nó anh em ạ, đưa nó lên một cái chậu khác rồi mình định dáng lại cho nó, có nghĩa là mình dựng dáng cho nó chuẩn, nó bắt đầu mình uốn định hình thì làm vài lần thì nó mới thành cây đấy anh em ạ. Còn những cái gốc này thì coi như là những cái gốc mà người ta chặt vứt đi mà. Nó vẫn thành một cây giá trị anh em ạ, nhưng mà mình phải làm thời gian nó mất tốn hơn là những cái cây mà nó đẹp sẵn. Thì giờ tôi trước hết là tôi sẽ nhổ nó ra và tôi đưa nó vào một cái thùng xốp khác anh em ạ, để tôi dựng dáng lại cho nó. Thế tôi làm video này anh em xem cho vui nhá.